Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bài tưởng niệm anh hùng Hồ Ngọc Cẩn, đại tá Việt Nam Cộng Hòa do Minh Thúy biên soạn và trình bày. Mỗi người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều xứng đáng được vinh danh vì những đóng góp xương máu lớn lao của họ cho Tổ quốc. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi xin đặc biệt nhắc đến một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà trước khi bị xử chết đã nói một trong những câu nói cuối cùng của ông. Tôi muốn nhìn thấy đồng bào của tôi trước khi tôi chết. Câu nói đó tuy chỉ được tồn tại trong nhân gian, trong trí nhớ của người dân mà không được ghi lại trong lịch sử Việt Nam. Với nét mặt vẫn vui tươi, đưa ánh mắt nhìn quanh dân chúng, những đồng bào mà ông đã hy sinh để bảo vệ cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Sau phát súng cuối cùng ngày đầu, kết liễu sinh mạng của một vị anh hùng mãi mãi trong lòng người dân Cần Thơ và cả miền Tây. Kính thưa quý vị, đó là vị đại tá Hồ Ngọc Cẩn. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn sinh ngày 24 tháng 3 năm 1938 tại xã Vĩnh Thạch Vân, Rạch Giá. Khi ông học tiểu học được 4 năm, thì thân sinh của ông quyết định xin cho ông gia nhập vào trường thiếu sinh quân Gia Định. Sau các khóa huấn luyện chuyên môn về vũ khí tại Liên trường Võ khoa Thủ Đức, giữa năm 1956, ông chính thức gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc binh nhì, mang số quân 58/106.282. Sau 9 tháng, ông được thăng cấp từ cấp bậc hạ sĩ nhất, rồi trung sĩ, được làm huấn luyện viên thuộc khoa vũ khí tại Liên trường Võ khoa Thủ Đức. Đến năm 1960, ông được thăng cấp trung sĩ nhất. Đầu thập niên 60, chiến tranh tại miền Nam tái phát và leo thang ở một vài vùng. Đến năm 1961 thì lan rộng, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thuộc vùng 4 chiến thuật. Để đáp ứng và giải quyết nhu cầu thiếu sĩ quan trong quân đội, thì Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa cho mở các khóa sĩ quan đặc biệt hiện dịch. Ông được nhập khóa 2, nhân vị ở trường sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Đồng Đế, Nha Trang, khai giảng ngày 27 tháng 2 năm 1961. Ngày 31 tháng 1 năm 1962 mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy hiện dịch. Ra trường, ông được chọn về binh chủng biệt động quân, tiếp tục được theo học khóa huấn luyện đặc biệt đào tạo binh sĩ biệt động quân và khóa rừng núi Sình Lầy tại Trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ Ninh Hòa. Giữa năm 1962, sau khi mãn khóa học ở Dục Mỹ, ông được chuyển về tiểu đoàn 42 biệt động quân, đồn trú và hoạt động tại khu vực đồng bằng sông Hậu Giang, thuộc khu 42 chiến thuật với chức vụ trung đội trưởng. Khu 42 chiến thuật gồm lãnh thổ các tỉnh Phong Dinh, Chương Thiện, Ba Xuyên, Bạc Liêu và An Xuyên. Có hai tiểu đoàn biệt động quân mà lại là hai tiểu đoàn lừng lẫy nhất binh chủng, đó là tiểu đoàn 42 biệt động quân Cọp Ba Đầu Rắn và tiểu đoàn 44 biệt động quân Cọp Xám. Ngày 26 tháng 10 năm 1962, ông được thăng cấp thiếu úy tại mặt trận và được giữ chức vụ đại đội trưởng. Với khả năng quân sự thiên bẩm, tài chỉ huy và sự chiến đấu hết sức gan dạ của thiếu úy Cẩn đã đem nhiều chiến thắng vang dội cho tiểu đoàn 42 biệt động quân. Do lập được nhiều chiến công nên chỉ một thời gian ngắn ông được thăng cấp trung úy và giữ chức vụ tiểu đoàn phó tiểu đoàn 42 biệt động quân. Đến năm 1965, ông được thăng cấp đại úy. Đầu năm 1966, ông rời khỏi đơn vị biệt động quân, nhận sự vụ lệnh chuyển sang sư đoàn bộ binh. Ông được cử làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 33 của sư đoàn 21 bộ binh. Vào thời điểm năm 1962 đến năm 1966 tại chiến trường khu vực miền Tây Nam Phần, đại tá Hồ Ngọc Cẩn cùng với 4 vị tiểu đoàn trưởng can đảm lập nhiều chiến công hiển hách. Khi chạm địch, họ điều quân chiếm mục tiêu nhanh chóng. Khi dừng quân thì họ hòa mình, vui sống với chiến sĩ và đồng bào. Do đó, quân dân miền Tây đã vinh danh họ với 4 chữ Ngũ Hổ Miền Tây. Sự việc này không những đã lan truyền trên khắp cả 4 vùng chiến thuật mà quân dân toàn miền Nam đều nghe và biết đến họ. Ngũ Hổ gồm có Đại úy Sư đoàn 21 Bộ binh Hồ Ngọc Cẩn, Thiếu tá Biệt động quân Lưu Trọng Kiệt, Thiếu tá Biệt động quân Nguyễn Văn Huy, Thiếu tá Biệt động quân Lê Văn Hưng, Đại úy Sư đoàn 21 Bộ binh Dương Văn Trổ. Vào giữa năm 1968, nhờ có nhiều chiến công trong trận chiến Tết Mậu Thân tại khu vực đơn vị trấn đóng,
ông được thăng cấp thiếu tá. 19 tháng 6 năm 1970, ông được thăng cấp trung tá và chuyển sang sư đoàn 9 bộ binh. Ông được chỉ định làm trung đoàn trưởng trung đoàn 15. Đến năm 1972, ông cùng trung đoàn 15 được lệnh tham gia giải vây mặt trận An Lộc, Bình Long. Sau thành tích này, ông được thăng cấp đại tá và được tặng thưởng một số huy chương. Cuối năm 1973, ông được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Chương Thiện. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi tướng Dương Văn Minh ra lệnh từ Sài Gòn kêu gọi buông súng đầu hàng, đại tá Hồ Ngọc Cẩn cùng với các chiến sĩ tiểu khu Chương Thiện vẫn chiến đấu cho đến trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975. Ông vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị trực thuộc chiến đấu. Đến khi hết đạn, ông bị Việt Cộng bắt ngay tại mặt trận. Sau đó, ông bị Việt Cộng biệt giam tại nhà tù Cần Thơ. Một câu chuyện dũng cảm và cảm động được kể. Trung tá Hồ Ngọc Cẩn, trung đoàn trưởng trung đoàn 15 bộ binh tại mặt trận An Lộc năm 1972, trong khi quân của trung đoàn 15 thuộc sư đoàn 9 bộ binh bị pháo kích, hàng ngàn quả đạn ghim đầu xuống trong những hố cá nhân bên quốc lộ số 13 gần thị xã An Lộc, thì các binh sĩ trung đoàn ngạc nhiên lẫn cảm kích khi thấy một vị trung đoàn trưởng của họ dẫn vài người lính điềm tĩnh đi qua những làn đạn, đi dưới cơn hỏa pháo như bão lửa của sư đoàn 7 Bắc Việt. Đi từ công sự này sang hố chiến đấu kia để thăm hỏi chiến sĩ, an ủi các chiến sĩ bị thương, khích lệ tinh thần binh sĩ. Qua những chiến công ngoài chiến trường tính đến năm 1970, thì Trung tá Hồ Ngọc Cẩn là chiến sĩ được tưởng thưởng nhiều huy chương nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với 78 chiếc, gồm 1 đệ tứ đẳng Bảo Quốc huân chương, 25 anh dũng bội tinh với ngành dương liễu, 45 anh dũng bội tinh với các loại ngôi sao, 3 chiến thương bội tinh và 4 huy chương Hoa Kỳ. Năm 1973 thì Đại tá Hồ Ngọc Cẩn được trao chức tỉnh trưởng Chương Thiện, một tỉnh có địa hình phức tạp nhất của vùng đồng lầy miền Tây, với cái gai nhọn nhức nhối mật khu U Minh Thượng. Từ đó thì quân Bắc Việt và Việt Cộng đã đưa ra những cuộc đánh phá lớn uy hiếp các quận xã hẻo lánh. Khi đó ông mới 35 tuổi, là một vị tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Những đóng góp và hy sinh của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn lớn lao và nhiều không sao có thể kể hết được. Suốt cuộc đời của người đã tận tụy với đất nước, danh tiếng lừng lẫy và nắm giữ những chức vụ khó khăn mà người vẫn khiêm nhường hết mực, giữ cuộc sống trong sáng và thanh liêm. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn cùng với các sĩ quan trong ban chỉ huy tiểu khu và các chiến sĩ tiểu khu Chương Thiện đã đánh một trận đánh tuyệt vọng nhưng lừng lẫy nhất trong chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đánh tới viên đạn và giọt máu cuối cùng và đành xa cơ giữa vòng vây của bọn Việt Cộng. Cuộc chiến đấu kéo dài đến 11 giờ trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975, quân ta không còn gì để bắn nữa. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn ra lệnh cho thuộc cấp buông súng. Ngày 14 tháng 8 năm 1975, Việt Cộng đã giải Đại tá Hồ Ngọc Cẩn về Cần Thơ xử bắn tại sân vận động. Trước khi bị bắn, ông khẳng khái tuyên bố, "Tôi không đầu hàng, các ông cứ bắn tôi đi. Nhưng trước khi bắn, hãy để cho tôi mặc quân phục và chào lá quốc kỳ của tôi lần cuối." Nhưng Việt Cộng đã từ chối. Tuy nhiên, Việt Cộng chấp nhận không bịt mắt ông theo lời yêu cầu của ông. Ông đã thản nhiên nhìn vào họng súng của kẻ thù và tha thiết nhìn lần cuối quê hương đất nước và đồng bào ngẩng cao đầu đi vào chiến sử Việt Nam. Ông mất khi ông mới 37 tuổi. Định mệnh đã dành cho người một cái chết cao cả nhất. Những câu nói cuối cùng của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn: "Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phán xét các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi thì cứ giết. Xin đừng bịt mắt đã đảo Cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm." Năm nay 2020, ngày quốc hận 30 tháng 4, đánh dấu 45 năm chúng ta đã xa lìa quê hương đất tổ để đi tìm tự do. Trong chuyến viễn hành đầy gian lao khổ cực, đầy máu và nước mắt này, có quá nhiều đồng bào của chúng ta đã bỏ mình
trong rừng sâu biển cả và vị nhiều vị chiến sĩ anh hùng đã tổn tiếc trên mảnh đất thân yêu của quê hương để bảo toàn danh dự, hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay vì đại dịch Vũ Hán, chúng ta không thể tập hợp để cùng nhau tưởng niệm tất cả những anh linh đã ra đi trong biến cố đau thương 30 tháng 4 1975. Xin thành tâm thắp nén tâm hương, cầu nguyện ơn trên Thượng Đế, Chúa Phật, Tổ tiên ông bà độ trì cho tất cả linh hồn ấy được thanh thản cõi vĩnh hằng. Cầu mong cho đồng bào khắp nơi trên toàn cầu vượt qua cơn đại dịch Vũ Hán an bình. Và mong một ngày mai tươi sáng, tất cả chúng ta cùng trở về quê hương Việt Nam trong không khí tự do, dân chủ. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.